Ok, xin chào anh em. Đây là video rất là quan trọng mà mình làm bonus thêm cho anh em. Sau cái thời gian mà mình post toàn bộ video lên rồi. Thì thực ra những cái này á mình cũng nhắc đi nhắc lại rồi. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là mình muốn nói lại lần cuối để anh em có thể hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Anh em ở trong group á, ở trong cộng đồng á, thì sẽ hay nhớ cái câu mình hay nói á, là người đi trước chỉ dẫn cho người đi sau. Nói chung là bản thân họ chỉ có thể chia sẻ những kinh nghiệm kiến thức mà họ đã biết, họ đã trải nghiệm. Còn cái việc mà những người đi sau họ lựa chọn như thế nào thì người đi trước không kiểm soát được. Thì trong trading này đó là thứ nó rất đúng luôn. Thực sự là như thế. Nhưng mà ở vị trí là người đi trước thì mình vẫn sẽ nỗ lực để mà nhắc anh em, nhắc nhở anh em để mà anh em hiểu được những cái tầm quan trọng, để mà anh hiểu được những cái lộ trình, những cái con đường đi đúng đắn mà mình đã kiểm chứng, mình đã đi qua. Còn cuối cùng sau cùng anh em lựa chọn như nào thì nó cũng là việc của anh em, và anh em phải chấp nhận chịu trách nhiệm với những cái lựa chọn đó. Mỗi lựa chọn đều sẽ có hệ quả riêng của nó. Thì á, cái video này á mình sẽ nói lại và mình sẽ chỉ cho anh em cách để anh em học hiệu quả và nhanh master nhất có thể. Bản thân mình á, học phương pháp này mình master rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã có một cái phương pháp học ngay từ hồi học về cấu trúc thị trường mình đã có rồi, mình đã xây dựng và mình đã chia sẻ cho anh em rồi đó. Đó chính là cái nền tảng của nó là triết lý Yan Xin. Đó là thứ mà mình có từng nói, đó là nó là cái công cụ, là bí quyết để giúp anh em có thể master bất cứ một phương pháp nào nhanh, hiệu quả. Đó. Cái triết lý Yan Xin đó anh em, không phải tự nhiên mình có cái triết lý đó, mình sáng tạo ra nó đâu. Anh em nào mà xem video về triết lý Yan Xin này rồi thì sẽ hiểu được là cái triết lý Yan Xin nó là một cái triết lý ứng dụng được rất nhiều ở bên những nước như Hàn Quốc và Nhật Bản, ở trong những bộ môn thể thao như bắn cung hay là cái gì nữa mình cũng không nhớ lắm. Anh em nào có thể tìm lại video đó để xem trên cái khóa Yan Xin version 1 đó. Đó, mình có nói rất là rõ cái triết lý đó ứng dụng như thế nào và mình ứng dụng nó vào trading như thế nào. Thì nó không phải là thứ mình ngồi sáng tạo ra, nó là thứ được kiểm chứng bởi rất nhiều con người ở những bộ môn thể thao khác, và khi mình ứng dụng vào trading nó cũng rất hiệu quả với chính bản thân mình và với rất nhiều những thành viên khác từ cấu trúc thị trường mà mình đã chứng kiến. Và khi qua áp dụng bò gấu thì nó cũng y chang như vậy, cũng rất hiệu quả. Và mình thực sự mình nói thật với các bạn, đó là cách mà mình thấy hiệu quả nhất để học, để mà master một phương pháp cho đến bây giờ với những gì mình biết. Thì á, lý do tại sao như vậy mình lấy ví dụ cho các bạn xem thử nhé. Ví dụ á, khi các bạn học á thì cái tâm lý đầu tiên các bạn vào làm gì, các bạn sẽ học ngay và xem ngay đến việc là tìm điểm vào lệnh, và các bạn sẽ mở biểu đồ ngay xem và ứng dụng liền. Ví dụ nhìn ở đây là thấy ok, thấy có cái deal, là phân tích những các thứ là mình thấy có deal này rồi đó, mình vào luôn. Và thường nhá, thường những deal đó các bạn sẽ ăn, thường thị trường nó như vậy. Các bạn có nghe câu thánh nhân đãi kẻ khù khờ chưa? Thị trường tài chính nó có một cái đặc tính rất là hay, đó là nó luôn luôn ưu đãi cho những người mới và luôn luôn dễ dãi với những người mới học một phương pháp mới ấy. Thường nó như vậy, ăn rất là dễ, và chúng ta nghĩ rằng ồ, cái phương pháp này hay quá, và mình hiểu phương pháp này rồi, và cứ thế mà anh em chơi tiền thật, vừa học vừa trade kiểu cưỡi ngựa xem hoa ấy, kiểu vậy. Thì cái hệ quả của nó là gì, là những cái deal đó đầu tiên á nó sẽ không có chính xác với cái bộ nguyên tắc, bởi vì anh em đã có bộ nguyên tắc đâu. Em mới chỉ học cái video, những cái khóa học của mình, rồi sau đó cứ mở biểu đồ ra và dùng thôi, chưa có bộ nguyên tắc của cá nhân anh em. Thứ hai á là anh em chưa kiểm chứng đó, nên là anh em nghĩ nó đúng thôi nhưng chưa chắc nó đã là đúng đó. Bởi vì anh em vào lệnh bừa thì cũng xác suất thắng 50-50 mà, thì nó rơi vào xác suất thắng, mà trong khi anh em vào lệnh sai nó vẫn rơi vào xác suất thắng, thì anh em nghĩ đó là đúng, thì đó là cái tác hại rất là nguy hiểm. Rồi đến một giai đoạn á, anh em gặp những cái giai đoạn mà thị trường bắt đầu nhưng cho những điều thua, bởi vì cơ bản là cái setup của anh em vào nó không đúng rồi, không chính xác rồi, nên và nó không nhất quán. Anh em đã có nguyên tắc mà nhất quán như vậy thì khi mà gặp một chuỗi thua liên tục, anh em sẽ bắt đầu nản và sẽ nghi ngờ cái phương pháp đó. Đó, và cứ đi trong cái vòng luẩn quẩn như thế mãi mãi sẽ không thoát ra được.
mãi mãi sẽ không bao giờ master một phương pháp, và mãi mãi sẽ không bao giờ có được một phương pháp riêng cho bản thân mình để mà mình kiếm được tiền. Đó là cái mình khẳng định luôn đó. Mình đã chứng kiến rất nhiều người luyện tập kiểu như thế. Nên là mình thực sự khuyên anh em là hãy cố gắng đi theo đúng lộ trình mình đã chia sẻ, bởi vì nó thực sự là một thứ mà nó rất rất hiệu quả. Anh em muốn tìm một setup thì anh em phải đọc hiểu được thị trường. Anh em phải hiểu được cái dòng chảy của thị trường nó đi như thế nào. Bên nào đang tấn công, bên nào đang phòng thủ, và anh em phải biết là mình đang đi trên cái bên nào. Anh em phải biết được, bởi vì á, trong cùng một bức khung hình này nó sẽ có một bên tấn những sẽ có những cái đoạn mà ví dụ như khúc này bò gấu tấn công chính, nhưng mà sẽ có những khúc mà bò mới là bên tấn công chính. Em hiểu không? Rồi anh em zoom nhỏ lại nữa thì sao? Tức là nó sẽ có rất nhiều cái khung hình, rất nhiều cái bức tranh, rất nhiều cái đoạn mà anh em phải lựa chọn và phải hiểu. Vậy thì khi mà anh em chưa master cái phần đọc hiểu đó thì anh em sẽ rất khó để mà tìm deal, bởi vì anh em tìm deal á thì nó chỉ là cái, anh em phải nhớ nha, cái điểm vào lệnh nó chỉ là cái khoảnh khắc vào lệnh á, nó chỉ thể hiện một bên chiếm ưu thế tại thời điểm đó, bên kia cạn kiệt tại khoảnh khắc đó thôi, hãy nhớ như thế nhá. Còn giá đi được bao xa nó phụ thuộc vào cái bức tranh của thị trường. Và nếu như anh em không hiểu cái bức tranh thị trường, anh em không biết là mình đang đi trên cái đi theo bò hay gấu, bên nào mới là bên tấn công chính lúc thời điểm đó, thì anh em sẽ không bao giờ mà có một cái điểm TP nó hoàn chỉnh, nó hoàn hảo và nó tốt được. Rất là khó. Lúc thế này, lúc thế kia. Đó. Rồi á, có những anh em mà đọc hiểu thì ok xong rồi đó, nhưng mà nhảy qua backtest tổng hợp luôn. Mà bỏ qua những cái giai đoạn như mình đã nói là ở trong video, là bỏ qua giai đoạn là nhận diện tín hiệu, nhận diện tín hiệu là như nào. Là anh em để một quay lại quá khứ, anh em cứ đi này này. Mình anh em xem video rồi thì biết rồi đúng không? Đó, cái giai đoạn nhận diện tín hiệu đó để làm gì? Để cho anh tiếp xúc với nhiều cái tín hiệu nhất có thể. Bởi vì khi anh em bốc backtest tổng hợp, tín hiệu nó xuất hiện ít. Bởi vì sao? Bởi vì đâu phải giai đoạn nào cũng có tín hiệu đâu. Như vậy cái thời gian mà anh em tiếp xúc với tín hiệu nó sẽ chậm hơn. Và cái mục tiêu của anh em là gì? Anh em đọc hiểu xong rồi đúng không? Bây giờ mục tiêu của anh em là phải master, phải nhận diện tín hiệu thật nhanh. Nhìn vòng cái là biết ngay đoạn đó bên nào cạn kiệt, bên nào thắng thế. Tức là nếu có tín hiệu xảy ra, em sẽ biết ngay. Em hiểu vấn đề không? Đó là cái điểm mấu chốt để anh em có thể đi nhanh lắm. Vì khi anh em mà chưa master riêng hai cái, anh em gộp lại anh em làm thì cùng một lúc não bộ phải xử lý hai thứ. Ví dụ như đọc hiểu tổng hợp đi, anh em sẽ phải đọc hiểu bức tranh thị trường. Mà riêng trong cái giai đoạn đọc hiểu bức tranh thị trường đã có hai giai đoạn nhỏ rồi. Rồi xong rồi đến nhận diện tín hiệu, rồi mới đến đọc hiểu toàn bộ. Thì như vậy thì cái não bộ cùng một lúc xử lý nhiều cái khâu mà những khâu đó anh em chưa master với nhau, chưa master được. Chưa 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 có thành thạo được thì nó sẽ rất là chậm, sẽ rất là mất thời gian và nó sẽ rất là khó. Em chia nhỏ ra anh luyện tập nó rất là dễ. Rồi thì cái phương pháp này á, như trong những gì mình đã chia sẻ, nó sẽ có những giai đoạn như thế này. Đây mình đã chia sẵn ở trong cái bộ tự tài liệu tự luyện tập phương pháp, mình sẽ chia sẻ cho anh em cái này. Cái này mình cũng chưa hoàn thiện được 100% nhưng mà cũng khá khá rồi. Thì ở đây anh em thấy này, nó có đến 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là đọc hiểu thị trường. Thì cái giai đoạn đọc hiểu thị trường này á sẽ là cái giai đoạn như này này. Anh em cố định một khúc cho mình, ví dụ khúc này. Này, cố định khúc này. Anh em đọc hiểu bức tranh thị trường trong cái khúc này thôi cho mình. À, để nguyên nến như này, đọc cho mình. Ví dụ, gấu tấn công chính, rồi đến đây bò phản công ngược lại, rồi đến đây gấu lao vào phòng thủ. Đó, kiểu như vậy. Em đọc theo dòng chảy thị trường như này. Tức là anh em đã nhìn sẵn được bức tranh của nó rồi và anh em đọc. Đọc cho đến khi nào master không bị vấp và hiểu được toàn bộ cặn kẽ những cái khu vực này. Đó, thì lúc đó anh em mới bước qua giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn gì? Là giai đoạn như này này, anh em cắt nến. Đó, cắt nến này, anh em sẽ không biết được tiếp theo nó như nào. Và anh em đọc hiểu từ khúc này, đó, ví dụ khúc này, đọc hiểu từ khúc này, rồi sau anh em cho chạy nến. Đó, anh em đọc tiếp, tức là anh em đi theo cái dòng chảy thị trường mà anh em chưa biết sắp tới nó như nào. Cái này nó sẽ khó hơn. Nếu anh em không qua cái giai đoạn 1 mà anh em nhảy qua cái giai đoạn này thì anh em sẽ bị rối, chắc chắn là sẽ bị rối, bởi vì nó rất là khó. Đứng giữ một khúc anh em đọc khúc này để hiểu, nhưng mà khi mà giá chạy rồi, chạy qua cái đoạn đó thì bắt đầu cái bo gấu nó sẽ thay đổi mà. Một bên thắng thế, một bên kia sẽ thất thế. Bên này tấn công, bên kia phòng thủ thì nó sẽ chuyển qua lại với nhau và anh em sẽ bị rối liền. Đây là cái chắc chắn. Đó là lý do tại sao anh em phải master cái việc mà đọc hiểu cái bức tranh nó cố định đã. Sau đó anh em sẽ cho chạy nến, backtest quay lại, chạy nến đọc, chỉ đọc hiểu thôi, đừng quan tâm đến tín hiệu. Hiểu không? Đó, chỉ đọc hiểu thôi. Rồi, sau đó đây cái giai đoạn đó như này này. Ở đây mình đã có này, đọc hiểu thị trường này, giai đoạn 1B này, đó, mình đã có khoảng tầm 5 video rồi. Anh em đọc hiểu như thế đi, cũng master y chang. Master ở đây là đọc hiểu mượt mà, không có bị vấp, không có bị gặp cái bước nào khó cả. Rồi lúc đó anh em sẽ bước đến một cái giai đoạn là nhận diện tín hiệu.
nhận diện tín hiệu thì mình đã chia sẻ đó. Đó, cố định cũng được, ví dụ như anh em có thể cố định đây khúc này đó, anh em cố định cái này thì anh em không cần phải cắt nến, cứ cố định cũng được. Đầu tiên có thể cố định khúc này thôi, rồi tìm tín hiệu trong khúc này đó, tìm tín hiệu, ví dụ mình ví dụ đây để mình tắt tắt bỏ cái này đó. Đây, ví dụ anh em cố định khúc này đi, rồi anh em tìm hiệu thì ở đây mình nhìn nhanh nhé, mình sẽ thấy đây xuất hiện một tín hiệu này, đây khu vực này, đây là khu vực tranh chấp này, anh em thấy không? Đấy, gấu thì cố gắng đẩy giá tạo những đỉnh đáy đi xuống, còn bò thì cố gắng giữ giá tại khu vực này, nó tạo mô hình nén này, giá phá ra này, đây là một tín hiệu này, đúng chưa? Rồi sau khi phá ra hồi lại này, ở đây lại còn một tín hiệu này, hai bên tranh chấp với nhau, và cuối cùng là bên bò bên gấu thắng này, ở đây vào khung nhỏ anh em sẽ thấy. Đó, đây này, tranh chấp anh em thấy không? Nhưng mà mình nhìn nhanh mình biết liền. Đó, rồi tiếp theo nhé. Rồi đây kéo qua này, đây này, đấy, đây khu vực tranh chấp này, đó anh em thấy không? Hai tranh chấp với nhau, gấu thắng thế. Đấy, ở đây có một căn cứ bò rất là mạnh rồi cùng phá xuống này đó, rất là nhiều cái tín hiệu khác nhau. Ở đây có mình hai đánh hai đỉnh này, thấy không, một đỉnh hai đỉnh này đó, cái phiên đỉnh hai này rất đẹp đó, có rất nhiều tín hiệu. Anh em làm như vậy, anh em chụp hình lại cho mình rồi lưu lại trong file thống kê, như mình nói nhớ phải chụp và lưu lại trong file thống kê để anh em có thể xem lại bất cứ đâu, đi đâu cũng có thể xem lại được, cái đó rất quan trọng đó anh em. Những cái điều những cái setup đầu tiên anh em tìm nó sẽ có thể không chính xác, sau này anh em nhìn lại sẽ không chính xác, thì cũng giống như backtest thôi, cả 2.000 lệnh mình bỏ đến cả 1.000 lệnh đầu cơ mà đó. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó anh em chưa hoàn thiện, nhưng mà đó là những cái bước đầu tiên để anh em tiến đến việc hoàn thiện, và tuyệt đối không được bỏ qua những bước đó, cứ làm theo ý hiểu của mình, không quan trọng đúng sai, cứ hiểu lý thuyết sao ứng dụng như vậy đó, cứ làm như vậy, lưu lại, lưu trong cái file thống kê á. Rồi sau khi master cái khúc mà cố định rồi, dễ rồi, thì bây giờ mình không cần phải cố định nữa, mình cứ thế này đó, mình cứ tìm tìm xong mình kéo kéo lùi lại đó, mình kéo lùi lại nhá, mình tìm tìm xong mình lưu chụp, mình lưu lại đó, mình lưu lại xong cứ kéo lùi lại thôi. Đây ví dụ như đây đó, ở đây có mô hình hai đỉnh này rất đẹp này, cặp EG từ đáy hai này đó, thì đặt một cái lệnh cơ bản đây đó, xong TB2 rồi, anh em đừng quan tâm là TB ở đâu, TB như thế nào nhá, hoặc là không khỏi cần đặt lệnh cũng được, làm sao anh em làm sao anh em chụp để anh em ghi chú lại cũng được. Ví dụ đây ghi là mô hình hai đáy hai đỉnh mô, ví dụ từ máy mình bị đơ, mình ghi là mô hình hai đỉnh với mô hình hai đỉnh EG đáy hai ở đỉnh hai. Riêng cái mô hình hai đỉnh hay đáy nó đã có rất nhiều biến thể nhé, vì đáy hai nó có thể là EG, đáy hai có thể là mô hình xác nhận, có thể là một cái vùng tích lũy, có rất rất nhiều cái tín hiệu khác nhau của cái mô hình hai đỉnh hai đáy, rất nhiều biến thể, và anh em phải tiếp xúc đủ nhiều thì khi vào thị trường anh em mới nhanh được, em hiểu không? Đây là bắt tín hiệu nên em cũng phải có cái độ nhạy bén và cái tốc độ phản xạ nó nhanh, và để nhanh thì anh em phải luyện tập thôi, cứ thống kê này cho mình đó, cứ lùi đó, chụp xong chụp xong chụp xong đó. Đây ví dụ ở đây có mình hai đỉnh hai đáy rất đẹp này, một đáy này hai đáy này đó, đáy thứ hai là phá vỡ cái vùng căn cứ của phe gấu đen luôn này. Quá đẹp này đó, thì có thể ghi chú lại đó, ghi chú này ví dụ đánh dấu đây này, đây mô hình hai đáy đầu tiên hai đáy, cây đáy thứ hai là EG đúng không, em để ý này, rồi cái cây nến này nó phá vỡ cái vùng căn cứ này, thì anh em nào chưa vào lệnh ở đây thì có thể vào lệnh ở đây này, cây nến này đặt limit lại đó, em hiểu không, thì chụp lại lưu lại ha. Rồi cứ như vậy, cứ zoom làm sao anh em thống kê được khoảng 400-500 tín hiệu, càng tốt càng nhiều càng tốt, để đến khi khi nào mà anh em master, tức là khi em nhìn vào một phát là anh em biết luôn đâu là tín hiệu. Anh em chưa quan tâm cái tín hiệu nó đẩy giá được đi được bao xa nhé, mình nói rồi, tín hiệu là cái khoảnh khắc mà một bên thắng thế một bên cạn kiệt đó, tại khoảnh khắc đó anh em nhận diện được là được, anh em đừng quan tâm đến cái việc là TP giá có thể đi bao xa, đó từ từ ha, đó cứ như vậy anh em làm như vậy cho đến khi nào anh em master mà nhìn phát biết tín hiệu liền ha. Sorry anh em, mình vừa quay mà mình vừa phải dừng nên là mình quên mất mình nói cái gì nãy rồi. Rồi đó, nhớ ha, tín hiệu chỉ là thể hiện tại một khoảnh khắc, một bên chiếm ưu thế một bên lại còn lại cạn kiệt, còn đẩy giá được bao xa phụ thuộc hoàn toàn vào bức tranh thị trường và cái lúc anh em đọc anh em đi theo phe nào ha. Rồi ok đó, sau khi giai đoạn nhận diện rồi, lúc này mới bắt đầu đến backtest tổng hợp. Backtest tổng hợp ở đây nó sẽ như thế nào? Backtest tổng hợp hiện tại mình cũng chưa quay video, mình chưa có thời gian, nhưng mà backtest tổng hợp nó sẽ như thế này, em cũng cố định một khúc này cho mình đó. Bây giờ anh em vừa đọc hiểu vừa tìm điểm vào lệnh, ví dụ thay vì hồi nãy em thấy ở đây một tín hiệu đúng không, nhưng mà ví dụ khúc này anh em sẽ đọc hiểu như này đó, anh em sẽ đọc hiểu cái bối cảnh luôn, là ví dụ gấu là bên tấn công chính, bò đang phản công, được chưa, đến khu vực này gấu bắt đầu lao vào đó, hai bên bắt đầu tranh chấp với nhau tại khu vực này đó, tại cái nén này anh em có thể ghi chú là giải thích là đây gấu cố gắng tạo đỉnh thấp hơn đó,
nén để mà làm sao phá cái căn cứ này của football. For đây, bò thì cố gắng giữ giá ở đây để mà cố gắng tiếp tục cái đợt phản công của mình. Nhưng cuối cùng thì bò thất thế và gấu gấu thắng thế ở đây. Thì tại khoảnh khắc này gấu thắng thế và bò cạn kiệt tại khoảnh khắc này thôi, được chưa? Và kết hợp với cái việc là gấu đang tấn công chính ở đây thì nó thể hiện là nó có là khả năng cao gấu sẽ đẩy giá tới những vùng căn cứ tiếp theo của phế bò. Căn cứ nào thì ở đây, đây đây là căn cứ gần nhất của phế bò đó, giá có thể đến đây, còn giá đẩy được hay không là việc của nó, đó là xác suất, em hiểu không? Thì tại khoảnh khắc này em sẽ có một cái deal như này đó, limit tại đây đó, stop loss dưới này chẳng hạn, giả sử như vậy. Rồi ví dụ chưa đủ 2 giờ, anh em limit lại cho đủ 2 giờ đó, thế thôi. Rồi xong, anh em nhìn đây nó chặn tay B không thì mình không quan tâm, chỉ quan tâm đây là lúc này là có deal và mình hiểu cái bối cảnh xuất hiện của deal này và mình biết điểm TP, biết điểm stop loss. Được chưa? Đấy là cái giai đoạn đầu tiên ha. Rồi, ví dụ ở đây cũng thế, đây. Bên gấu tấn công chính này. Đây đây cũng có một tín hiệu rất đẹp này. Đây, anh em thấy cái vùng tranh chấp đây không? Đó, tranh chấp này. Thấy chưa? Nếu như mà an toàn nhất, an toàn hơn, đây nó có 2 tín hiệu. Tín hiệu đầu tiên là khi xuất hiện là cây này phá vỡ này. Đây cây đỏ này phá vỡ xuống này, đây có một tín hiệu. Anh em đừng quan tâm những cái tín hiệu này nó như nào nhé, từ từ đến anh sẽ hiểu, mình đang chỉ anh em cách luyện tập thôi. Đó, từ bên đây. Ví dụ 3 giờ chẳng hạn, giả sử. Rồi, sau khi đây ví dụ giả anh em không vào lệnh ở đây thì cái ECO phiên này phá lên, phá xuống, anh em để ý này, cái chỗ phá xuống này. Phá xuống nhưng mà nó chưa chạm vào cái vùng căn cứ của phe bò đây này. Thì anh em thấy ở cái khu vực này nhé. Hai bên tranh chấp với nhau và ở đây có một căn cứ bò rất là mạnh có thể quay cái ECO phiên này mà bị phá xuống này. Thì lúc này gấu chính như thế, được chưa? Tới đây anh em có thể limit lại. Limit lại. Limit đâu cũng được, limit miễn làm sao cho đủ 2 giờ. Hoặc là anh em tìm cái EG không lớn hơn chẳng hạn, tùy ha. Rồi limit đây thì anh em có thể đọc hiểu chỗ này, gấu tấn công chính, bò phản công, tới đây gấu phòng thủ và hai bên tranh chấp với nhau, gấu thắng thế, chưa? Chúng ta tiếp tục đi với gấu. Rồi tương tự đó, thì đó anh em cứ đọc hiểu như vậy và lưu lại những khúc như này, lưu lại những bọn video như này, cứ cố định một khúc nhỏ thôi, đọc và tìm những điều tương tự như thế và hiểu cái bối cảnh của nó, được chưa? Rồi sau khi master xong cái giai đoạn đó, bắt đầu anh em mới đến cái giai đoạn tiếp theo là đọc hiểu thị trường, cắt nến, zoom nhỏ lại đó, cắt bất kỳ, rồi sau đó đọc như vậy, như backtest bình thường đó, đó cho nến chạy đó, đọc hiểu bức tranh thị trường. Ví dụ đây bò thắng thế à, thì chúng ta chờ chờ gấu phản công lại, thất thế chúng ta vào đó, kịch bản hiện trong đầu như vậy. Xong rồi cho nến chạy, cho nến chạy chạy, ví dụ đấy chọc đọc đọc ở đây chúng ta thấy là bò gấu bắt đầu la vào đó, rồi ở đây bò bắt đầu phòng thủ kiểu vậy. Rồi chúng ta còn tiếp tục quan sát, cứ quan sát như thế đọc hiểu đấy. Ví dụ ở đây bò xuất hiện mô hình hay hay đáy, hay đáy này EG đấy hai, như vậy là ở đây chúng ta thể hiện là bò ưu thế, gấu 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 cạn kiệt, chưa? Bắt đầu vào lệnh đây, tới bên đây, được chưa? Rồi thua thì tiếp tục lại cho chạy. Thì sau khi thua xong chúng ta thấy rằng ở đây bò bạn mô hình hay đáy rất là đẹp mà nó bị phá vỡ xuống, thì lúc này gấu bắt đầu quay lại tấn công rồi, gấu bắt đầu mạnh rồi, thì chúng ta có thể coi như đây là gấu tấn công chính. Và khi gấu tấn công chính rồi thì chúng ta chờ chờ gì, bò phản công ngược lại để chúng ta đi theo bò. Đấy, đơn giản vậy thôi, chúng ta cứ cho nến chạy rồi chúng ta lưu lại trong file thống kê backtest mà mình đã nói rõ trong cái video thống kê backtest rồi ha. Rồi cái giai đoạn thống kê backtest làm ít nhất cho mình khoảng tầm 1.000 lệnh trở lên, ít nhất là 1.000 lệnh trở lên. Và khi làm 1.000 lệnh trở lên rồi, ví dụ thường mình sẽ là khoảng 1.500 lệnh thì mình sẽ bỏ đi 500 lệnh đầu tiên, bởi 500 lệnh đầu tiên nguyên tắc nó chưa rõ ràng. 1.000 lệnh sau nó mới rõ ràng, và lúc đó cái con số cái thống kê win rate rồi nó mới chính xác. Và anh em đừng có lo lắng về con số 1.000 với 1.500, bởi vì cái phương pháp này deal nó rất nhiều. Anh em backtest một buổi sáng, mình backtest tập trung á, một buổi sáng backtest tập trung có thể đến 20 30 lệnh. Thực sự là nếu backtest tập trung là full time, còn nếu không anh em có thể ít thời gian hơn thì có thể chậm hơn, nhưng mà nó cũng nhanh hơn cấu trúc thị trường rất rất nhiều anh em, bởi vì deal cực kỳ nhiều luôn đó. Và nhớ hãy chỉ trade cặp nào mà anh em đã backtest thống kê có số liệu rồi, bởi vì phương pháp này á nó không đúng với tất cả mọi cặp đâu, nó sẽ có rất là nhiều cặp mà nó chạy không đúng. Không đúng là bởi vì thị trường nó không tôn trọng những cái vùng bò gấu đã tạo. Những cặp nào thì anh em cứ tự backtest đi. Đây, mình đã cho anh em những cặp mà mình trade rồi đó. Đó thì còn bên cạnh những cặp nào không có thì mình hình như mình cũng có lót rồi á. Còn nếu không thì anh em phải tự kiểm chứng lấy ha, tự kiểm chứng lấy, cứ backtest kiểm chứng cái trường hợp nào, cái cặp nào mà xác suất thắng thấp quá. Đó, với bộ nguyên tắc đó, với cái cặp kia xác suất thắng cao, cặp này thấp quá thì thôi, bỏ qua, bỏ cặp đó đi. Ha, tìm cặp khác. Backtest tiếp, cứ cặp nào mà ngon lành, tỷ lệ thắng cao thì giữ lại để trade. Ha. Nhớ là phương pháp này deal rất nhiều nên đừng có cố tham để mà ôm thật nhiều cặp. Với mình hiện tại mình bởi mình trade quỹ đòn bẩy nó thấp nên mình hiện tại mình chỉ dùng những cặp này, không có vàng nhé, vàng bỏ đi vì vàng cái ký quỹ cao quá.
Đây mình chỉ trade những cặp này hiện tại nhé, 3 4 5 6 7 có 7 cặp rồi đó, mà rất nhiều deal anh em. Anh em đừng có cố gắng để mà làm thật nhiều cặp chi cho mất thời gian, không cần thiết điều đó. Rồi đó, mình hy vọng thực sự là mình làm một cái video này là thực sự là mình rất tâm huyết, và mình rất rất mong anh em có thể hiểu được cái tấm lòng của mình, hiểu được cái những gì mình đang suy nghĩ. Thực sự là như vậy, cái con đường trading này á nó không khó, không khó là bởi vì nếu như anh em có người chỉ cho anh em lộ trình sẵn rồi thì nó mới không khó. Còn nếu như anh em mà tự mò á, mà tự sáng tạo á, thì mình hứa với anh em luôn á, may mắn á thì anh em mới có thể đi nhanh được, còn không thì chắc chắn anh em sẽ đi rất là lâu và sẽ mất mát rất là nhiều trên thị trường này. Mình hứa luôn á. Trong thị trường này anh em thấy bao nhiêu người thành công, bao nhiêu người kiếm được tiền, anh em biết được bao nhiêu người. Còn những người mà chạy tài khoản, những người thua lỗ, những người mà làm vài năm vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn đó rất là nhiều. Vậy thì đừng có đi vào những cái bước xe đổ đó. Ha, đừng có đi vào những vết xe đổ đó. Mình biết là anh em khi vào thì rất là nóng vội, muốn kiếm tiền ngay. Nhưng mà mình nhắc lại, càng chậm trong thị trường này á, càng chậm càng nhanh, càng chậm càng chắc càng nhanh, mà càng vội á thì càng sẽ là càng chậm, bởi anh em sẽ bị mất mát nhiều, đi trong vòng luẩn quẩn không thoát ra được. Nhớ ha, nhớ ha. Hy vọng là anh em sẽ ứng dụng đúng và làm đúng theo cái lộ trình của mình đã chia sẻ. Mình đã thiết kế mọi thứ và làm mọi thứ có thể để giúp anh em có thể đi đúng lộ trình đó rồi. Đến bây giờ mà anh em sau sau cái video này anh em đi như thế nào á, thì đó là quyền lựa chọn của anh em và mình tôn trọng cái việc đó ha. Rồi ok, nếu mà trong cái quá trình mà mình hỗ trợ anh em, hoặc core team hỗ trợ anh em, mà core team hay nhắc anh em phải đi từng bước một thì cũng đừng có khó chịu ha, vì đó là cái triết lý mà mình đã chia sẻ, mình thấm nhuần về nó và core team cũng thấm nhuần về nó rồi đó. Rồi cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.